lớn cho bom đất được không ạ? Vậy đất phương là gì? Đừng cùng nhau ra đi. Những ngày dài tiếp nối, chỉ đợi mãi một ngày cùng cả tiếng xuân tiếp nối. Nhưng chẳng cần thiết nói hay để một lần biết tới. Vẫn vương cả cuộc đời một cơn phật cần kiếp mới. Rồi ôm lấy thương tư để làm lẽ cứ thế bao ngày. Đơn phương nghe có phải là cho đi công nhận này. Có yêu thương là chẳng cần lời. Anh chỉ muốn làm em vui như khi bên anh chưa một lần cười. Phải chắc cái yêu thầm rồi thì nhút nhát thật sự phản ứng. Như một phần đời của anh có em nỗi buồn giúp ta cho mọi cảm hứng. Từng có khoảng thời gian này trong sống nhưng ngày qua ngày chỉ có lời than nhưng mà bỗng dưng em mang đến cho anh màu sắc biết phục vụ như quang phổ làm vẫn lần sau phải một mắt tự tình chỉ đẹp khi giang dở có ngày đẹp trời khi gió khẽ đến nôm mây anh có một cuộc tình mới nhưng không phải vào hôm nay rồi mùa lại tâm sự riêng ra bên cùng với nhật nguyệt yêu em như lẽ tự nhiên không phải là anh là người đặc biệt. Bắt đầu mình nhường nhớ khi bắt sâu nhìn đường phố trên tay hiện như về bóng dáng em và trái tim kia thật dù câu chuyện nào đáng quên đơn phương giống như là một đám chim trong anh đã như cơn giận tối giữa mặt trời còn người yêu cỏ dại khi đứng giữa và mách vào còn nỗi buồn nhỏ lại thì để nghe tiếng mách vào còn người thì nhanh nản dù bên nhau càng nghìn giờ thì em lại giúp anh thanh thản vì một cuộc gặp tình có nên đừng có khó để ra có nên đừng hoài đã giải lối có cuộc tình ấu hay lắm mặt hoa có tình nào chắc cần phải nói còn lại anh chẳng cần buồn vơi để hạt sương nó chết bị mất vì tình yêu là thứ tầm thường thôi em mới là đường đáng quý nhất anh chẳng cần thấy chán trường khi em chọn lấy nơi dừng chân chỉ có một điều đáng buồn rằng ta là người bạn đã thương thân ước tình yêu dễ dàng lấy nhưng khi lên hàng và chốt đơn cảm ơn em vì ngày tháng ấy bọn em gặp được một người tốt hơn. Một lần nữa này. Bước yêu thương tiếp đi, để che giấu tình mi. Một tình yêu dù có nó ra thì đừng chẳng được gì. Lời yêu khi thâu gì, một mơ biến thành chỉ ghi. Bao năm đã nghe từ mình còn tương. Vậy đã không là gì? Everybody put your hands up, now. Everybody put your hands up, now. Everybody put your hands up 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 now. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.